Em chào cả nhà, hôm nay em lại giới thiệu với cả nhà một con máy trà nhắm tay, nhắm băng, motor của Hitachi ha. Bây giờ em sẽ xoay một vòng cho cả nhà xem hình trạng của con máy trà nhắm băng, nhắm tay này. Con này về là mới, thao bị mới ha. Đây là dòng VIP của Hitachi. Tất cả là nguyên zin nguyên bản của máy hết nha. Được rồi, thì em xin đọc thông số của con máy trà nhắm băng, nhắm tay motor này. Con máy này là hàng của Hitachi, nó có model là FMS4. Có đây là hàng nội địa Nhật, sử dụng nguồn điện nguyên zin là 3 pha 200V. Thì 3 pha 200V cả nhà sử dụng qua ổn áp 3 pha có cộng 200 trên 220V, hoặc là sử dụng qua biến trần tối thiểu là 2HP. Vì con này nó có công suất là 1.1 kW. 1.1 kW thì nó sẽ rơi vào tầm là 1 ngựa rưỡi nha, 1 ngựa rưỡi. Và đặc biệt con này sử dụng dòng tua là 3 ngày 6 tua/1 phút. Máy sử dụng cỡ nhám là 100 N/915 mm. Và ổng cân nặng của máy là 40 kg. Máy sử dụng cỡ nhám đai là 100 N/915 mm, nhám thông dụng. Được rồi, bây giờ em đã đấu điện sẵn qua cái biến tần của em rồi. Bây giờ em sẽ cắm điện và test máy cho nhà. Hiện giờ em đang chỉnh chế độ là 60Hz, chạy ở tốc độ là 3600V. Rồi, con này á, là cả nhà muốn bẻ thì cả nhà sẽ quặn con ốc ở đây, tiếp cận ở đây và cả nhà bẻ ha. Muốn nằm mà để nằm ha, muốn đứng là để đứng. Rồi, cả nhà nhớ thao tác là quặn tiếp lại nhé. Cái này chỉnh nhám cho hết học. Ở nhà quát ống cũng được nha. Thì con này có công suất là 1.1 kW nên chạy rất là mạnh mẽ.
Được rồi, sau khi giới thiệu và test máy xong, em cũng xin đọc lại thông số một lần nữa ha. Thì đây là con máy trà nhám băng, nhám đai, motor của Hitachi. Con này nó có model là FMS4, sử dụng nguồn điện nguyên zin của Nhật là 3 pha 200V, thì sử dụng qua ổn áp 3 pha có cổng 200/220V, hoặc là sử dụng qua biến tần tối thiểu là 2HP. Vì con máy có công suất là 1100W, tương đương với 1.5 là 1.5 người. Có vòng tua là 3000/3600 vòng 1 phút, là tua nhanh nha cả nhà. Và máy sử dụng nhám đai là 100/915, phản nhám không dụng. Và ổng cân nặng của máy là 40kg. Và em bán cho cả nhà một con máy trà nhám đai nhám băng motor Hitachi xịn sò này với giá là 9.500.000 đồng cộng với phí vận chuyển. Ai có sử dụng đến con máy này thì liên hệ em. Cảm ơn cả nhà đã xem qua video ạ.